Cẩn thận. Nhị tỷ. Nhị tỷ. Nhị tỷ. Tam ca. Ai dám lại đây? Con ơi, cứ mặc kệ bọn ta, đánh được tên nào hay tên đó. Âm kích sinh đệ đấy. Đưa Hưng Nhi đi đi. Đại tẩu, đi mau. Nhị tỷ, là đám nhị tỷ kia. Nhị tỷ. Nhị tỷ, nhị tỷ. Răng thúc, chúng chết hết rồi. Chúng rời xa ta rồi. Chúng không còn nữa rồi. Nhị tỷ, đi thôi. Ta không đi. Văn Thúc đưa tỷ đi. Ta không đi. Ta không đi. Đi thôi. Ta phải ở bên các con. Ta đi thôi. Ta không đi. Nhị tỷ, tỷ mau đi cùng với bọn muội đi. Ta không đi. Ta cần các con của ta. Ta không đi. Cẩn thận. Nhị tỷ. Nhị tỷ. Nhị tỷ. Văn Thúc, tỷ sắp không xong rồi. Để mau đi đi. Phải sống thật tốt, lưu lại hậu duệ lưu gia chúng ta, báo thù cho bọn ta. Nhị tỷ. Nhị tỷ, Văn Thúc đệ nhất định sẽ trả mối huyết hải thâm thù cho mọi người. Bá Cơ, mau lên. Sao lại thế này chứ? Không được khóc. Nước mắt mà rơi xuống vết thương, cậu ấy sẽ đau đó. Giữ lấy vết thương. Mau lên. Cô
Khi nào mẹ con mới về gạ? Con sợ, con rất sợ. Đừng sợ. Cô ở đây rồi, đừng sợ. Lệ Hoa. Lệ Hoa. Lệ Hoa. Tâm ca. Tâm Thúc ạ, không thấy mẹ con đâu cả. Con muốn mẹ con. Con muốn mẹ con. Con muốn mẹ con. Con trai à. Con trai. Con trai. Mẹ, nó chỉ mới 15 tuổi. Bỏ ta sống làm sao đây? Mẹ, 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 mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi, người tỉnh lại đi. Mẹ. Tỉnh lại đi mẹ. Không sao chứ. Không phải ta đã nói là không được vào sao? Đi. Đại ca. Đại ca Quynh làm sao vậy? Làm gì ư? Bây giờ ta có thể làm gì cũng không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Là ta. Là ta đã hại chết bọn họ. Khi ở Cước Dương, Văn Thúc đã nhắc nhở ta phải chú ý đến sầm bành. Nhưng ta cứ khăng khăng làm theo ý mình, không nghe lời đệ ấy. Bao nhiêu tướng sĩ cùng người thân, bọn họ vứt bỏ gia đình và nghề nghiệp mà theo Lưu Diễn ta khởi binh. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Là ta đã hại chết bọn họ, khiến cho bọn họ thay phơi ngoài đồng quan, chết không toàn thây. Ta hại chết mẹ ta, hại chết các tướng sĩ.
Cái chết của tất cả những người ở đây lưu diễn ta khó thoát khỏi tội lỗi. Ta đâu có còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Đại ca, huynh làm gì vậy? Đại ca, lúc chúng đệ theo huynh khởi binh, sớm đã coi nhẹ cái chết rồi. Coi nhẹ cái chết sao? Nhưng người chết là bọn họ, không phải chúng ta. Người chết không phải là chúng ta thì chúng ta không cảm thấy đau đớn như chính mình phải chịu đựng sao? Đại ca từng nói, chúng ta như tay với chân của nhau. Những người chết kia cũng là những huynh đệ của đệ. Đại ca, đệ từng phải tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ bị Tân Mãn hại chết, tận mắt chứng kiến biểu tỷ chết thảm, một cái chết hai mạng người. Tỷ ấy cũng chết tại tiểu trường An Tụ, tỷ ấy cũng chết ở nơi đó. Nỗi đau mất đi người thân đệ đã chịu đựng quá nhiều rồi, huynh không thể xảy ra chuyện gì nữa. Đại ca, đại tẩu đã không còn nữa. Hai đứa trẻ Hân Nhi và Trương Nhi đều phải dựa vào huynh cả. Còn những người thân của các huynh đệ kia nữa đều đang trong ngóng quyết định của huynh, đợi huynh trấn hưng lại toàn quân. Những người thân ở tiểu trường An Tụ đang dõi theo chúng ta. Chúng ta không thể để cho họ thất vọng. Ông huynh đệ, xin lỗi. Là đại ca nhất thời hồ đồ. Ta đã làm sai. Thì không thể để cho những tướng sĩ và người thân của chúng ta chết không nhắm mắt. Đại ca nhất thời hành động lỗ mãng, quên đi trên người ta còn phải gánh vác trách nhiệm và tính mệnh của nhiều người như vậy. Nhưng để yên tâm, từ sau ta sẽ không hành động lỗ mãng như thế này. Ta phải khiến cho mọi người tiếp tục sống. Ta là đại ca của mọi người, cho dù phải liều mạng đến hơi thở cuối cùng, ta cũng phải để cho mọi người tiếp tục sống cho thật tốt. Đại ca, huynh cũng phải sống tiếp tục cho thật tốt. Các huynh đệ không thể là không có đại ca.